Số 2. Em chọn số 5 á. Nãy anh chọn số 5. À, tao chọn đi. Rồi, số 5. Vâng. Em mà sai thì lần sau là tới anh đón nha. Giá quan thứ 6 mùa 3 và bây giờ là vòng thi thứ 3 với tên gọi trực giác. Hai người chơi của chúng ta đã có số tiền thưởng đầu tiên là 10 triệu, công hoàn toàn thuộc về một người trong gia đình. À xin lỗi, hai người trong gia đình. Hai người trong gia đình. Nhưng tôi nghĩ là không việc gì cả. Mình phải mạnh mẽ lên, mình đúng là trụ cột gia đình cơ mà. Đúng không? Vậy thì bây giờ mình lựa chọn đi. Gói tiền thưởng số mấy? Mình chọn gói tiền thưởng số 2. Số 2. Và nghề nghiệp tương ứng sẽ là hóa trang hiệu quả. Trang điểm ấy thì chúng ta có thể là make up, cũng có thể là hóa trang các cái vết bầm tím chẳng hạn, cũng có thể là hóa trang nhân vật. Nhưng hóa trang hiệu quả thì tôi nghĩ rằng là chuyên sâu hơn để tạo hình nhân vật, để giúp chúng ta có thể thấy được tính cách nhân vật thông qua cái ngoại hình rồi, chứ không cần phải diễn xuất. Có thể là có những cái chất có thể làm sẹo, hoặc là làm mụn, làm răng hô, rồi những cái hiệu quả, vết bầm, vết thương, vết máu. Cái quyền trợ giúp là coi như là hết rồi đúng không? Hết rồi. Hết sạch rồi chị. Thiệt. Đau em khổ. Nghĩ số mấy? Em sẽ nghĩ số 5 ạ. Số 5 à? Anh nghĩ không phải số 5. Nữa. Sao hai chồng mình sẽ trái nghịch? Em anh nói cái mặt cái chị số 5 đó, chị bà quen lắm luôn á. Quen lắm luôn. Mà quen mà cái mặt bà buồn, mà lạ lắm nha. Người ta thì một là nãy giờ từ đầu tới cuối thấy bà có nhè mà bác không có một cái biểu cảm gì, cũng có một cái sắc thái. Cái ông số 4 cười hoài luôn. Rồi, vậy là Vi thì chọn số 5, còn Thái chọn số mấy? Số 4. Số 4. Đây đó. Em gợi ý đi. Trợ lý, em chọn số mấy? Em thì lại nghĩ là số 2. À. Rồi, tốt quá, ba người chọn ba số. Ý nhau khác nhau. Không, em chọn số 5 á, còn ai? Số 5. Dạ. Còn Thái chọn số? Số 4. Vậy thì hai vợ chồng hãy thỏa thuận trước khi chốt. Hãy nhìn vô mắt em. Em nói số 5 là số 5. Rồi, nói quyết định số 5. Em mà sai thì lần sau là tới anh đón nha. Thì vậy rồi, thôi. Chốt đi. Rồi, số 5. Đầy miễn cưỡng. Chúng ta hãy cùng xem số 5 có phải là đáp án đúng hay không. Số 4. Rất tiếc. Số 4. Số 4. Số 2. Số 2. Nào hãy cùng xem ai mới là người làm nghề hóa trang hiệu quả. Ôi giời ơi, trợ lý của tôi hôm nay ông vỗ tay kìa. Vậy là em không kêu. Hay quá. Anh ơi, anh Thái, anh sao em đoán được số 4 hay số 2 hay vậy cưng? Tại em thấy số 2 nãy giờ cứ tự nhiên đứng cười hoài, thế em nghĩ ổng có tật giật mình. Số 4 không cười nãy giờ. Ồ dạ, số 4 mặc đồ tối quá em không thấy. Hãy cùng xem gói tiền thưởng sẽ không thuộc về người chơi có giá trị là bao nhiêu. 15 triệu. Cũng nhưng lần này cao. Thì chả có gì phải trách móc nhau cả, bởi vì cả hai vợ chồng công tội là như nhau. Thì em có dám nói đâu. Thì em có dám nói đâu. Chúng ta sẽ cùng làm quen với vị khách số 2. Xin mời. Bạn hãy giới thiệu về mình nào, cũng như cái công việc đặc thù của mình ạ. Mình tên là Toàn Trần, chuyên gia hóa trang tạo hình nhân vật. Rất là hãnh diện, may mắn nữa được đến đây, được chương trình mời đến để tham dự một cái chương trình game show mà phải nói là Toàn đứng cười suốt từ hồi nãy tới giờ khi mà xuất hiện. Quan trọng là tôi đoán là các nhân vật ngày hôm nay xuất hiện đều do anh hóa trang có phải không? Dạ, đây là cái tác phẩm của Toàn gửi đến cho tất cả quý vị các bạn xem đài. Và để cho Toàn xin được phép nói thêm một tí về cái nghề mà gọi là mọi người đang thắc mắc. Toàn là một trong những người đi tiên phong trong cái nghề hóa trang tạo hình nhân vật. Sau khi mà thầy Toàn là thầy chính
đi đầu tiên thì cái bước đi thứ hai đó là tòa. Và là một trong những người mà được đào tạo từ bài bản chính quy đầu tiên của Việt Nam, được bằng của nhà nước cấp là đầu tiên, khóa 1 đầu tiên. Và với một cái người em như Dự Nhi này thì cũng đã từng được toàn hóa trang. Trời ơi, đúng rồi, biết rồi. Đã đến lúc này rồi thì thôi, mình còn cái gì mà ngại nữa. Cởi cả cái bộ tóc ra cho mọi người được nhìn thấy cái dung nhan thật sự của anh ạ. Tôi có cảm giác như là chúng ta cũng đã làm việc với nhau rồi thì phải. Dạ, đã làm việc với nhau rồi luôn ạ. Đã làm việc với nhau rồi, dạ, đúng không? Trong một cái chương trình để Trung nhớ trong một sự kiện nào đó Trung cũng hóa trang vào một cái, dạ đúng ạ, vào một cái vai võ hiệp kiếm hiệp đúng không? Dạ đúng ạ. Rồi tôi nhớ rồi, nó cách đây cũng phải tầm 5-7 năm gì đó. Dạ rất là lâu rồi Trung ạ. Ở ngoài Hà Nội. Dạ đúng ạ, lúc đó Toàn có cộng tác với lại Đài Truyền hình Việt Nam ở tại Hà Nội. Thì mong rằng khi chương trình này phát sóng thì các anh chị sẽ hiểu hơn và thương hơn những cái người mà đứng sau hậu trường như Toàn. Toàn rất là cảm ơn quý anh chị. Rất là thương anh ơi, bởi vì chỉ có một chút, ví dụ như là một cục mụn hay là một chiếc mụn ruồi hay là một chiếc sẹo thôi mà các anh chị làm hóa trang đã phải chỉnh đi rất là nhiều lần để vừa ý với lại ekip và đạo diễn cũng như là nhà sản xuất, cho nên là cũng là rất là căng thẳng lắm đó, chứ không phải là một công việc đơn giản đâu. Chúc bạn sẽ có thật nhiều sức khỏe và có thật nhiều những vai diễn và có nhiều nhân vật ấn tượng hơn nữa trong tương lai. Cảm ơn ạ. Cảm ơn nhiều. Dạ đúng rồi. Với chương trình Giác quan thứ 6 và bây giờ là vòng lập luận, vòng thi thứ 4 của chương trình. Hai người chơi vẫn đang có số tiền thưởng là 10 triệu nhưng vẫn còn đó 25 triệu và 5 triệu. Bây giờ hai gói tiền số 4 và số 5, các bạn lựa chọn gói tiền số mấy? Nãy anh chọn số 5. Anh chọn số 5. Vâng. Mình diễn lại nha. Anh chị chọn số mấy? Thái nghĩ rằng số là 5. Mình sẽ 5. Mình sẽ chọn 5. Tôi nghĩ là mình sẽ chọn 5. Vâng, số 5 ạ. Số 5. Có số tiền là bao nhiêu chúng ta sẽ biết ở cuối vòng này. Nhưng nghề nghiệp tương ứng với nó là gì? Xin mời. Soạn giả cải lương. Tôi nghĩ đây là một nghề phải nói là cực kỳ khó và là những người có trình độ rất cao. Nào, chúng ta còn lại 2. Bây giờ hai chồng đã quyết định rồi. Tôi nghĩ là chỉ có số 4 thôi. Đúng rồi đó. Tại vì cái mặt, cái cảm giác của em cảm nhận được cái anh số 4 rất là duyên luôn á. Ừ. Dạ. Thôi bây giờ em số mấy? Dạ, em số 5 ạ. À. Em số 5 hả? Tại hai chồng chọn số 4 rồi, chọn số 5. Tại vì hồi nãy cái giọng của chị rất là hay, kiểu mà rất là duyên dáng, không cần phải nói gì nhiều nhưng mà mỗi từ, mỗi lời chị nói ra đều diễn rất như là không có diễn. Duyên. Dạ đúng. Thôi em nghĩ số 4 đó. Quyết định ha. Dạ. Một. Cháu nào phân tích cho nó kỹ. Không thì lát nữa lại bảo là chương trình không có cho thời gian suy nghĩ. Ông bận cỡ nào tôi cũng cảm giác ổng giống như làm trong nghệ thuật vậy đó. Làm nghệ thuật đúng không? Đúng rồi. Trong nghệ thuật thì có rất nhiều những cái ngành nghề khác nhau. Có những người là xuất hiện trước công chúng, nhưng có những người là xuất hiện phía sau công chúng, phía sau sân khấu, phía sau cánh gà. Đấy, có những người có khi tạo ra những cái tác phẩm rất lớn nhưng họ chả bao giờ mà xuất hiện trước chính mặt vì thế người. Mà dạ. Các bạn hãy đánh giá đúng cái nghề nghiệp để lựa chọn. Nhưng mà mình đúng, nghĩ soạn giả cải lương là phải có nhiều cái tài ngoài cái kiến thức ra, ngoài phải biết diễn, biết cách diễn, là mình phải có như mình hóa thân vào nhân vật, hóa thân vào nhân vật được thì mình mới viết ra được. Đúng rồi, mình nghĩ cái cậu số 4 thì rất là lanh lẹ, nhanh nhẹn ha, vui tươi. Dạ. Quyết định vậy ha, giờ ha. Dạ ok, chốt. Chốt số 4. Chốt đơn số 4. Đã được chốt. Chốt. Vậy thì bây giờ sẽ là kết quả. Thưa quý vị, không chính xác. Xin được chia sẻ vị khách số 5 mới là soạn giả cải lương. Và hãy cùng xem gói tiền thưởng số 5 có giá trị là bao nhiêu. 5 triệu. Rất may, vẫn còn đó một cơ hội, vẫn còn đó một cơ hội. Còn một người sau đó. Chúng ta còn 2 nghề nghiệp ở cuối cùng. Hai nghề nghiệp. Chúng ta hãy cùng mời
vị khách số 5 bước lên phía trên ạ. Chúng tôi đang đứng cạnh vị khách số 5 và bây giờ xin mời vị khách số 5 hãy tự giới thiệu về mình ạ. Xin chào tất cả mọi người. Chào Duy Ngọc Thái, chào My, chào hai MC. Dạ, chị. Tôi xin giới thiệu, tôi là tác giả cải lương, bút danh là Tô Thiên Kiều. Wow. À, đây là một trong những bút danh, những cái tên rất nổi tiếng trong giới cải lương bởi những tác phẩm của mình. Mọi người rất là muốn biết gương mặt của chị bởi vì chị vốn dĩ đã là người đứng sau rất nhiều những tác phẩm rồi. Hôm nay đứng trước khán giả truyền hình, chúng tôi cũng rất là muốn được nhìn thấy gương mặt thật của chị. Và quý vị khán giả hãy cùng chờ đợi ít phút để vị khách của chúng tôi có thể tẩy trang đi và mang đúng gương mặt của mình để gặp gỡ các quý vị. Xin mời ạ. Một vài phút đã trôi qua rất nhanh và chúng ta gặp lại là soạn giả cải lương của chúng ta, một vị khách mời đến với chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì Thành Trung rất là muốn biết là chị đã viết những cái tác phẩm nào và đặc biệt là tác phẩm nào được khán giả yêu mến trong thời gian vừa qua. Thật ra mà nói thì bây giờ kể thì kể không có hết. Tại vì gần 30 năm làm nghề thì Tô Thiên Kiều đã viết rất là nhiều kịch bản, nhưng mà dạo sau này thì mình sân khấu không có diễn nhiều, cho nên thường đa phần những kịch bản thì sẽ làm video. Sau này thì làm cho đài truyền hình, những cái tuồng mà khán giả yêu thích thì có những tuồng như là Niềm Thương Nỗi Nhớ, rồi là Ngỡ Ngàng, vân vân, nhiều lắm. Nhưng mà có một cái trích đoạn ngắn thôi, mới vừa viết đây thôi mà khán giả rất là yêu thích. Dạ. Cái này là liên quan tới hai người ngồi dưới kia. Liên quan tới luôn ạ. Chắc có lẽ là Thái cũng nhớ ha. Trong cái người đành lòng quên bỏ ta rồi, sau bao nhiêu ngày nhớ thương âm thầm vẫn quyết tìm nhau. Đó là cái trích đoạn chuyện tình bất diệt live show của Duy Ngọc Thái và nghệ sĩ ưu tú Ngọc Quyền, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Tại số 6 tại Hà Nội. Đúng rồi. Vừa rồi luôn. Trong số rất rất nhiều tác phẩm chị đã viết thì tác phẩm nào mà chị ưng ý nhất đến lúc này? Thật sự trong cái giai đoạn mình làm ra tác phẩm đó thì mình rất là ưng ý. Thì thường làm xong rồi lúc nào cũng có một cái tiếc nuối. Giá như lúc đó thêm một chút, thêm cái ga này một chút, thêm một ga một chút thì nó sẽ hay hơn. Cho nên là thật sự cho tới bây giờ thì chưa có một tác phẩm nào gọi là ưng ý hoàn toàn hết. Dạ. Em cũng cảm thấy là bất kỳ một người nghệ sĩ nào cũng vậy. Tại vì khi cái thời điểm đó mình thực hiện nó, mình làm nó thì lúc đó là mình đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng mà đến khi một thời gian sau mình xem lại thì mình lại nghĩ là ồ sao lúc này mình không làm thêm cái này làm thêm cái kia. Nhưng mà em nghĩ cái lúc mà thời điểm mình làm nó là cái thời điểm rất là tốt rồi và mình đã cố gắng hết sức và rất là hay rồi. Bởi vậy chị luôn có một cái suy nghĩ như thế này. Ví dụ như những kịch bản Kiều viết cách đây 10 năm, 15 năm, bây giờ mà muốn dựng lại thì dứt khoát một điều là phải làm lại mới. Bản thân Kiều yêu cầu điều đó bởi vì cái giai đoạn xã hội của mười mấy năm về trước nó không khác. Phù hợp với bây giờ. Đúng, nó khác. Có thể là liên kết với những cái nghệ sĩ khác, chẳng hạn như là liên kết với bên ca nhạc với Thái để mà mình phối hợp với nhau làm cho nó mới cải lương hơn. Sắp tới đây thì mình sẽ làm ra một cái cải lương phối hợp với một cái dòng nhạc mới mà đang rất hot và các bạn đang thích bây giờ, đó là rap. Wow. Rap Việt, ví dụ vậy. Rap cải lương. Rap cải lương. Ví dụ như với một cái nền nhạc nhẹ nhẹ thì anh chàng đó bước ra thì nói anh như là một dòng sông, một con đò biết trôi mênh mông, rồi đây em sẽ theo chồng. Rồi cái là vầng trăng lên mái tóc mây, một hồn tu lạnh mất say trong lòng. Mắt em là một dòng sông, thuyền ta bơi lặng trong dòng mắt em. Biết bao nhiêu chiều ngồi đây anh chờ mong, em xa dần đi. Đấy, kiểu như thế. Kiểu thế. Như vậy nếu như mà mình kết hợp giữa cái rap mới và cái nhạc dân tộc của mình thì các bạn trẻ có xem không ạ? Dạ. Như vậy thì nhớ nha, nhớ ủng hộ cái lương nha. Tôi nghĩ là tuyệt vời. Cảm ơn chị. Chúc chị sức khỏe. Chúc chị luôn luôn giữ được đam mê, ngọn lửa, yêu nghề, yêu âm nhạc. Để trong tương lai chúng tôi còn được gặp chị. Và chị là một trong những người có công rất lớn để gìn giữ những nét văn hóa của dân tộc. Cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn.